且今生我们相爱，看世间聚散星月流转，你带我翻越层层高山，找寻自由和牵绊灿烂。相聚bộ phim Nữ Quản Gia. Tập 38. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài chịu tha cho họ một mạng, Minh Giang sẽ giải quyết những chuyện còn lại. Tôi đảm bảo sẽ dạy họ biết lắng nghe, biết nghe lời. Được, ta tin anh. 3 phút. Nếu trong 3 phút họ không đồng ý gia nhập quân Hoàng Hiệp, bằng. Cảm ơn Thái Quân. Trí Viễn, Hoàng Quân để tôi đến khuyên anh đầu hàng. Nếu anh đồng ý, bảo đảm sẽ được sống. Ông đây nhất định không làm hán gian. Chết cũng phải anh dũng hy sinh. Lúc này mà nói hy sinh oanh liệt làm gì? Anh muốn mười mấy anh em của anh chết cùng anh sao? Anh nhớ lấy câu này: giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mã Trí Viễn, chúng tôi chỉ cho anh 3 phút. Nếu anh đồng ý, tôi để anh làm đội trưởng của một đội trong đại đội Quyện Ký Dương. Các anh em có thể miễn chết. Nếu anh không đồng ý, anh và các anh em kết thúc tại đây. Đừng có phí lời, mau xử tử đi. Mau lên. Mã Trí Viễn, sao anh cứng đầu vậy? Quên lời Tịnh Kỳ nói với anh rồi sao? 5 4 3 2 1. Hết giờ. Xử bắn toàn bộ. Đợi đã. Mã sở trưởng, Mã sở trưởng, ta biết là ngươi không sợ chết, nhưng ta cũng biết ngươi thà chết không phá vòng. Cũng vì những thương binh này, hôm nay họ đều ở đây, vậy ta sẽ không xử bắn họ trước mặt của ngươi, mà chém đầu từng người một, chém hết thì dừng. Bắt đầu từ ai đây? Từ hắn đi. Kurahashi, rõ. Đại ca, Tam Kim nghe lời anh. Kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Chém đi. Dừng tay. Tôi nghĩ thông rồi. Đại ca, Tam Kim, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ có như vậy mà thôi.
lấy cái hư danh này đổi lại cho anh em con đường sống. Mã sở trưởng quả nhiên thức thời. Tướng Minh Giang, sau này để anh dạy dỗ mấy người này rồi. Nếu có vấn đề gì, lập tức báo cáo cho ta. Rõ. Tướng Minh Giang, lần này có thể thu phục được Mã Trí Viễn và thuộc hạ của hắn. Công của anh rất là lớn. Trung thành với Thiên Hoàng là điều Minh Giang nên làm. Chỉ có một chuyện tướng Minh Giang chưa nhìn thấu, ta tiếc nuối thế nào. Ý của Thái Quân là nghe nói lúc trước huyện Ký Dương chống lại chúng ta, không chỉ có sở trưởng Mã Trí Viễn mà còn lệnh muội Đông Phương Tịnh Kỳ. Thái Quân, tôi có biết một chút. Lời đồn của họ chỉ nói bậy mà thôi. Em tôi chỉ là đại quản gia của Đỗ gia, thấy mọi người náo nhiệt nên cũng góp vui vài ngày. Một đứa con gái thì sao hiểu được Kháng Nhật là gì. Mọi người đều nói Đông Phương Tịnh Kỳ xông pha đi đầu trong trận chiến huyện Ký Dương, cứu giúp thương binh, cứu tế dân bị nạn, rất có uy tín ở huyện Ký Dương. Hơn nữa, cô ta không chỉ là đại quản gia mà còn là làm đại trưởng quỹ xưởng thuốc Viễn Sơn của Đỗ gia các người, có bài thuốc trị vết thương độc nhất vô nhị, bán khá chạy nhất ở Trung Quốc. Nhưng hình như cô ta hiểu lầm gì đó về đế quốc Nhật Bản, vân vân. Chắc chắn là hiểu lầm. Tướng Minh Giang, ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy lệnh muội có tài như vậy, có uy tín ở huyện Ký Dương, để cô ấy làm hội trưởng duy trì huyện Ký Dương, nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng. Anh em hai người một văn một võ, góp phần vào vinh quang chung của Đông Á, không phải là rất tốt hay sao? Cảm ơn Thái Quân đề bạc. Minh Giang vô cùng cảm kích. Nhưng mà em gái tôi hơi bướng bỉnh, để Minh Giang về thương lượng với cô ấy. Tướng Minh Giang, ta tin ngươi sẽ mã đáo thành công. Ta đợi tin tốt từ ngươi. Minh Giang sẽ cố hết sức. Theo cấp trên quyết định, đại đội trưởng Lý đã hy sinh nên tôi sẽ nhậm chức thay anh ấy. Mấy ngày nay đại đội nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Rõ. Tạm biệt. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Có, vào đây. Chỉ đạo viên, cô tìm tôi. Tôi phải xuống Thang Sơn để gom thuốc trị thương cho binh sĩ. Anh là trung đội trưởng đang trực. Việc của đại đội trưởng trong hai ngày này giao cho anh. Rõ. Nhưng chỉ đạo viên, cô xuống núi một mình nguy hiểm quá. Để tôi đi thì hơn. Không cần. Tôi biết huyện Ký Dương mà. Anh sắp xếp việc ở đại đội cho tốt. Đi chuẩn bị đi. Rõ. Tịnh Kỳ, sao anh đến đây? Em là em gái anh, anh không thể đến sao? Phải qua thăm em mới được chứ. Hơn nữa, em nói anh cứu Mã Trí Viễn, anh đã cứu rồi, không phải cảm ơn anh sao? Không phải tôi đã nói rồi hả? Đừng gọi tôi là em gái. Anh biết là em sẽ nói vậy, nhưng mà không sao. Làm anh thì nên làm việc vì em của mình. Tôi có việc phải ra ngoài. Tịnh Kỳ, lần này anh đến là có một chuyện. Một chuyện rất là tốt. Huyện Ký Dương bị người Nhật đánh chiếm rồi, làm gì còn chuyện tốt nữa.
Bởi vì huyện Ký Dương bị người Nhật chiếm nên mới có chuyện tốt như thế này. Anh vẫn còn trách em. Lúc đó Tiên Phong kháng Nhật, sợ em bị Mã Trí Viễn làm liên lụy. Không ngờ rằng Thái quân Akita không những không trách tội em, mà còn muốn mời em làm hội trưởng hội duy trì chính thức cho huyện Ký Dương rồi. Em không nghe nhầm đó chứ? Vừa mở lời là anh thay mặt giặc Nhật nói em làm việc cho hắn. Lời này mà anh cũng nói ra được sao? Những câu này tại sao anh lại nói vậy? Những câu này nói giữa chúng ta thôi, nếu để người ngoài biết, đặc biệt là người Nhật, thì em biết hậu quả rồi đó. Quay về nói cho giặc Nhật biết, Đông Phương Tịnh Kỳ tôi không làm nên những loại chuyện này đâu. Em nói không làm là không làm hả? Nói thật cho em biết, người Nhật để anh nói trước với em hoàn toàn là nể mặt anh nên mới khách sáo với em. Không phải không muốn làm là được đâu. Ý anh là em phải làm? Đây không phải là ý của anh. Sao đến giờ em vẫn không hiểu vậy? Đây là ý của Thái quân. Ý của Thái quân đó. Được rồi, theo cách nói của em thì đây là ý của giặc. Chị Tĩnh Kỳ, em về rồi. Sao? Không nhận ra hả? Em là Minh Khê đây. Bao nhiêu năm nay không có tin tức nào về em. Em đã đi đâu vậy? Về rồi là tốt. Về rồi là tốt. Mấy năm nay em luôn ở Thượng Hải và Diêm Thành để chị và người trong nhà lo lắng rồi. Nhìn xem, đã trở thành cô nương rồi. Tóc cũng ngắn đi, rất là xinh đẹp. Trải qua nhiều chuyện như vậy, không trưởng thành không được. Người trong nhà vẫn khỏe chứ? Sau khi em đi, trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, không thể nói hết với em ngay được. Ngồi đi, chị đi rót trà. Chờ chút chị Tịnh Kỳ. Lần này em về là có một chuyện vô cùng quan trọng. Được, nào, ngồi xuống rồi nói. Vâng. Chị Tịnh Kỳ, em cũng không giấu chị. Bây giờ em ở trong Tân Tứ Quân. Lần này về là muốn chị làm giúp em thuốc trị thương. Em là người của Tân Tứ Quân. Vâng. Bây giờ Tân Tứ Quân vừa mới chuyển vào trại Đồng La ở núi Đông Trạch. Em là chỉ đạo viên. Khi đó em còn trẻ vô tri, sau khi gặp đại họa, một lòng muốn quay về chuộc lỗi với anh Trí Diễn. Không ngờ sau khi đến Thượng Hải, gặp được quân đội kháng Nhật. Từ đó về sau, bèn dấn thân vào cách mạng. Trong nhiều lần chiến dịch, lập được nhiều công lao hiển hách, nên em được vinh dự gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, và bây giờ là chỉ đạo viên. Lần này em đến là có việc muốn nhờ. Tụi em vừa mới giao chiến cùng quân Nhật, thương vong rất nhiều. Lý Phượng Hoàng đã hy sinh trong trận chiến này. Cấp trên giao cho em một nhiệm vụ, để em đến huyện Ký Dương chuẩn bị thuốc trị thương. Ngoài việc lấy thuốc trị thương cho mình, em còn muốn chi viện cho binh sĩ khác. Nói đến thuốc trị thương, người em nghĩ đến đầu tiên là chị. Em hy vọng chị có thể giúp em. Làm thuốc trị thương thì không vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ người Nhật đang theo dõi gắt gao. Chị không thể đưa hết một lần cho em. Chị phải đưa luôn phiên. Thế này đi, 3 ngày sau em đến quán trà của Tiếu Nhược Vân. Chị sẽ đưa em trước một ít.
Cảm ơn chị Tịnh Kỳ. Thật sự khác biệt rồi. Chị Tịnh Kỳ, em không còn là cô bé không hiểu chuyện như trước nữa. Em biết mình nên làm gì. Chị nên hãy tin em, giúp chúng em. Báo cáo Thái quân, đại đội trưởng. Hoàng Hiệp quân, đại đội huyện Ký Dương. Tập hợp xong. Nghỉ. Nghiêm. Sau đây mời Thái quân Akita phát biểu cho Hoàng Hiệp quân chúng ta đã trở thành lữ đoàn thứ hai đóng quân ở huyện Ký Dương. Vỗ tay. Mã Trí Viễn, vỗ tay. Tôi nói anh vỗ tay. Các anh em, vỗ tay cho Thái quân. Các vị mới gia nhập Hoàng Hiệp quân, giặc lại muốn chơi trò gì đây? Bây giờ chúng ta không còn thể diện, hắn có thể chơi trò gì được chứ? Ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp hết mình. Đỗ đại đội trưởng Đỗ Minh Giang giữ gìn trị an thành Ký Dương, như vậy cũng vì dốc sức cho vinh quang chung của Đông Á. Dân Đỗ Minh Giang và các anh em nhất định không phụ kỳ vọng của Thái quân. Tiếp theo đây, Đỗ đại đội trưởng tuyên bố bổ nhiệm vài người. Sau đây tôi tuyên bố Hà Gia Bảo đảm nhiệm phó đại đội trưởng của đại đội huyện Ký Dương. Cảm ơn Thái quân. Cảm ơn đại đội trưởng. Kính chào. Mã Trí Viễn đảm nhiệm đội trưởng đơn vị của đại đội huyện Ký Dương. Trí Viễn, nếu anh không muốn người Nhật can thiệp vào chuyện của chúng ta, vì anh em của anh, tốt nhất hãy biểu thị thái độ đi. Cảm ơn Thái quân. Tướng Trí Viễn, nghe nói trước kia trong sở cảnh sát, ngươi rất giỏi quản lý trị an. Ta hy vọng ngươi có thể vì vinh quang chung của Đông Á mà cống hiến nhiều hơn. Thái quân, mời. Đúng rồi, tướng Minh Giang, ta có chuyện cần nói với anh. Theo tình báo, lần này chỉ đạo viên đại đội Tân Tú quân ở núi Đông Trạch tên là Đỗ Minh Khê. Nghe nói là em gái của anh. Không biết sau khi tướng Minh Giang nghe được chuyện này, có gì muốn nói với ta không? Vậy sao? Cô ấy đã bỏ nhà đi rất lâu rồi, chúng tôi cũng không hề có tin tức gì. Thái quân, Đỗ Minh Giang, tôi và Đỗ Minh Khê cũng không phải là anh em ruột. Cô ấy là cô ấy, còn tôi là tôi, không hề có liên quan gì hết. Được, ta tin tướng Minh Giang có lập trường của mình. Nhưng mà ta phải nói một câu, khi đánh chính diện với Đỗ Minh Khê, anh không được nương tay. Nếu anh bỏ qua cho cô ta, thì anh với đế quốc Nhật Bản chính là kẻ thù. Hiểu chưa? Dân. Đúng rồi, chuẩn bị đi. Đưa ta đến Đỗ phủ. Ta muốn đích thân gặp Đông Phương Tịnh Kỳ. Đại tá, ngài muốn gặp cô ấy là gì? Sao? Ta làm gì cũng cần anh nói hả? Không phải là ý này, hiểu lầm thôi. Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ,
Anh về rồi đây, mau ra đây. Trương Thọ, mau gọi Đông Phương Tịnh Kỳ ra đây. Bỗng dưng được phúc lợi lớn lao, Thái Quân đích thân gặp cô ta đó. Đông Phương Tịnh Kỳ. Đại quản gia. Hà Gia Bảo, từ lúc nào ngươi cũng nói tiếng nước ngoài giống người Nhật vậy? Cô không hiểu hả? Trung Nhật thân tình một nhà, vinh quang chung của Đông Á đều dựa vào mọi người. Ngươi không nhớ cha sinh mẹ đẻ của mình là ai sao? Cha mẹ ta chết rồi, ta chỉ biết là có người cô thôi. Thái Quân, Đông Phương đại quản gia, từ văn hóa xa xưa của Trung Quốc, Trung Nhật chỉ cách nhau một dòng sông, rất nhiều văn hóa đều chung nguồn gốc, thậm chí là cùng gia tộc, cùng gốc rễ. Ta muốn kết bạn với cô. Khổng Tử nói, có bạn nơi xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao? Ta tin rằng cô nhất định sẽ nhận người bạn phương xa vì hâm mộ mà đến đây. Nếu là bạn bè, đương nhiên tôi sẽ chào đón. Nhưng mà nếu là lang sói, tôi sẽ không chào đón. Tĩnh Kỳ, em điên rồi sao? Không được vô lễ. Đông Phương đại quản gia, lần này tôi đến là muốn xin uống trà với cô. Không biết là cô có đồng ý không? Nếu ông đã dùng từ xin, thì ngay cả ăn xin ở trên đường, tôi cũng sẽ thưởng cho hắn một chén. Mời. Mời. Akita tiên sinh, thời cuộc trung chuyển, ngoại tộc xâm phạm, phủ chúng tôi không có trà gì ngon, mong thứ lỗi cho. Trà ngon. Thật không ngờ lúc này Đỗ phủ vẫn có trà ngon như vậy. Đúng là không dễ dàng gì. Chúng ta nói chuyện ngắn gọn thôi. Lần này ta đến vì có hai chuyện muốn bàn bạc với đại quản gia. Mời nói. Chuyện thứ nhất là thần nông dược điển. Ta biết đó là đồ gia truyền của Đỗ phủ. Ta hy vọng đại quản gia hào phóng cho kẻ hèn mọn này mượn được dược điển để học hỏi. Trong giới y học Nhật Bản, thuốc và bài thuốc của Trung Quốc luôn có địa vị cao. Nói thật với ông, chỗ chúng tôi không có thần nông dược điển gì. Nếu mà có, ông nói cho tôi biết ai đã thấy nó. Vậy chúng ta nói chuyện thứ hai, chính là hy vọng đại quản gia có thể làm hội trưởng duy trì của huyện Ký Dương. Thật sự xin lỗi Akita tiên sinh, tôi thân là đại quản gia của Đỗ gia, đại trưởng quỹ của xưởng thuốc Biển Sơn, không thể phân thân được. Ông nên mời cao nhân khác thì hơn. Đừng nói nữa. Nói nữa thì trà sẽ lạnh. Mời dùng trà. Biểu ca, Đông Phương Tịnh Kỳ này cứ khăng khăng không muốn làm quan, có phải là bị bệnh không? Làm quan sẽ có được lợi, không phải tốt hơn là làm quản gia? Cậu thì hiểu cái gì? Tôi không hiểu nên mới hỏi anh. Biểu ca, tôi cảm thấy bây giờ anh khó hiểu quá, cả ngày cũng không hiểu được anh. Ngày nào anh cũng liều mạng bảo vệ Mã Trí Viễn làm gì? Sớm muộn gì tôi cũng lợi dụng được Mã Trí Viễn. Mã Trí Viễn vừa đáng ghét vừa cứng đầu, có thể lợi dụng được gì? Thà xử bắn luôn đi. Đúng là đồ không có não. Mắt mọc ở sau gáy hả? Cậu không phát hiện ra mười mấy anh em Lưu Tam Kim chỉ nghe lời Mã Trí Viễn,
Chỉ cần tóm được thóp của Mã Trí Viễn, đám đó sẽ nghe lời chúng ta. Thóp của Mã Trí Viễn, với tính cách khó ưa của hắn, tôi không thấy hắn có thóp gì. Mã Trí Viễn không người thân, không gia đình, nhưng luôn nhớ mong Đông Phương Tịnh Kỳ. Hắn nghe lời Đông Phương Tịnh Kỳ. Mà Đông Phương Tịnh Kỳ là ai? Là em gái của tôi, biểu ca của cậu. Bây giờ người Nhật lại muốn Tịnh Kỳ làm hội trưởng hội duy trì. Không còn bao lâu nữa, huyện Kỷ Dương sẽ là thiên hạ của chúng ta, biểu ca. Anh tính toán như ý, đám người Nhật không thể nào không phục. Cho nên có vài chuyện của người Trung Quốc chúng ta, đừng để người Nhật can thiệp. Đương nhiên, còn nữa, cậu ghi nhớ đây, theo dõi sát sao Mã Trí Viễn. Nhưng xảy ra chuyện bất thường gì thì phải trừng phạt hắn cho tôi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Quấy đến rồi. Cô ở đây để ý nha. Được, lên lầu đi, cẩn thận đó. Chị Tĩnh Kỳ, thuốc trị thương hả? Cầm chắc đó. Nhưng không nhiều lắm đâu, lần sau chị sẽ đưa thêm. Đúng rồi, lần trước quên nói với em chuyện này. Đỗ Minh Giang về rồi, còn trở thành Hán Giang. Em nghe nói Mã Trí Viễn cũng thành Hán Giang, không giống nhau. Mã Trí Viễn chống Nhật chiếm thành, vì cứu chị nên mới bị bắt, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nếu anh ấy thật tâm muốn kháng Nhật, em sẽ khuyến khích anh ấy lên núi nương tựa Tân Tứ Quân. Nếu em có thể đưa anh ấy đi thì tốt quá. Nghe nói Akita muốn chị làm hội trưởng hội duy trì. Em yên tâm, Đông Phương Tịnh Kỳ chị sẽ không bao giờ làm đâu. Em nghĩ ngược lại, nếu chị làm hội trưởng thì sẽ có lợi cho công tác phát triển của chúng ta. Đại đội trưởng đến, kiểm tra theo lệ. Tiểu Nhược Vân, làm bà chủ kiểu gì vậy? Khách đến mà không tiếp đãi hả? Trông thấy tôi như chuột thấy mèo vậy. Không hay rồi, Đỗ Minh Giang đến rồi. Sau cánh cửa này có một cái thang trèo, sau khi đi xuống có thể thông đến đầu kia của ngõ. Em cứ tiếp tục đi về phía trước. Được, cẩn thận nha. Khi ra khỏi thành, quân Nhật kiểm tra rất là nghiêm. Yên tâm đi, mau đi đi. Nói chuyện với tôi hả? Ở đây không có bà chủ, chỉ có ông chủ thôi. Tôi từng nói với anh rồi, tôi với anh không có quan hệ gì hết. Nè, tôi nói với cô, sao lại không biết điều vậy? Nể mặt ngươi, ta mới nói một tiếng biểu tẩu. Biểu tẩu à? Bây giờ anh tôi là tâm phúc của Akita Thái Quân. Sao vậy? Ầm ĩ quá. Nhà ai không khép kín hàng rào để chó sổng ra rồi? Ta, biểu ca, anh không quản sao? Anh nghe cô ta đang mắng em. Em là phó đại đội trưởng mà cô ta dám mắng em. Làm sao vậy? Sao phải to tiếng? Vợ chồng chúng tôi đang nói chuyện, cậu xen vào làm gì? Đi ra đi. Em, đi ra. Đi ra đi. Theo ta. Anh không có thể diện hả? Ai là vợ chồng với anh? Anh không hiểu tôi nói gì sao? Nhược Vân, tục ngữ có câu, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Ân cái gì mà ân? Tôi nói rồi,
Từ khi anh làm đồ chó con thì đường ai nấy đi rồi. Từ nay về sau chúng ta không quen không biết, cứ tự nhiên đi. Tiểu Nhược Vân, đừng có quá đáng. Bây giờ toàn huyện Ký Dương là thiên hạ của Đỗ Minh Giang tôi rồi. Nếu không có tôi nâng đỡ cho cô thì quán trà này có mở tiếp được không? Sao vậy? Dọa tôi hả? Được, anh cứ thử đóng quán trà lại, thiêu đi. Dù sao cũng là đồ của Đỗ gia các anh. Cùng lắm thì Tiếu Nhược Vân tôi rời khỏi huyện Ký Dương. Dọa ai chứ? Không biết điều đúng không? Đừng tưởng tôi không biết chuyện của thăm hỏi quân kháng Nhật. Chỉ cần tôi nói cho người Nhật biết thì cô có thể rời khỏi huyện Ký Dương. Mơ giấc mơ ban ngày của mình sao? Đỗ đại đội trưởng, Nhật Vân thăm hỏi quân kháng Nhật theo ý của tôi. Hay là anh cũng bắt tôi đi? Anh nói mà, bây giờ là lúc xưởng thuốc bận rộn nhất, xem lại rảnh rỗi đến quán trà. Tôi tìm Tiếu Nhược Vân nói chuyện. Gia Bảo, biểu ca, lên lầu lục soát. Dân, người đâu? Lục soát. Nè, tránh ra. Lục soát. Nhược Vân, chỗ này để tôi lo, cô đi làm việc đi. Không có, tiếp tục lục soát đi. Biểu ca, không có ai. Chắc chắn vậy à? Chạy rồi. Chạy rồi. Ai vậy? Còn ai nữa? Đỗ Minh Khê đó. Sao anh biết là Đỗ Minh Khê? Ngày còn đi học, Đỗ Minh Khê chỉ thích uống đại hồng bào. Vậy bây giờ làm sao? Em đem người đuổi theo cô ta. Muộn rồi. Sao vậy? Chẳng lẽ tôi không thể uống đại hồng bào sao? Bây giờ cậu... Dân! Các anh em, đi theo tôi! Tịnh Kỳ, em đừng che đậy cho cô ta nữa. Cho em biết, cách xa Đỗ Minh Khê ra, cô ta là đối tượng Tân Tứ Quân mà người Nhật đang truy bắt, lại còn là phần tử kháng Nhật ngoan cố. Thật là đúng lúc. Tôi cũng là phần tử kháng Nhật ngoan cố. Bắt luôn đi, không chịu giác ngộ. Nói thật với em, đợt kiểm tra của người Nhật sắp bắt đầu rồi. Akita Thái Quân đã nói với anh, thà giết nhầm 1000 còn hơn là bỏ sót 1 người. Hễ có khuynh hướng phản Nhật, không tra không hỏi, trực tiếp xử bắn. Đây mới gọi là không chịu giác ngộ, nối giáo cho giặc. Năm đó, ngoài việc hợp tác với người Nhật, còn cách nào khác có thể bảo toàn Đỗ gia đây? Vì sản nghiệp của Đỗ gia, trước mặt Akita, anh quả thực rất là đê hèn. Đặc biệt là xưởng thuốc, người Nhật đã thèm muốn lâu lắm rồi, nóng lòng muốn tịch thu ngay lập tức. Nếu không phải trước mặt người Nhật anh vỗ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cung cấp thuốc, chỉ sợ xưởng thuốc Viễn Sơn của em đã bị trưng dụng rồi. Trưng dụng? Trưng dụng thì sao? Lẽ nào người Nhật tự sản xuất thuốc hả? Đừng có đùa nữa, họ không biết làm thuốc trị thương đỏ, nhưng mà nhất định sẽ ép em giao thần nông dược điển và bài thuốc trị thương đỏ ra. Nằm mơ đi. Nghe nói lão gia đã giao thần nông dược điển cho em rồi. Tôi cảnh cáo anh, đừng thăm dò về thần nông dược điển nữa. Anh cũng không muốn giao nó cho người Nhật.
Nhưng mà nếu em không muốn giao thuốc đỏ trị thương và bài thuốc gia truyền cho họ, thì chỉ có còn một cách. Lục Soát, cẩn thận cho tôi. Đợi đã, làm gì vậy? Quân gia, tôi chỉ buôn bán một chút thôi. Buôn bán cái gì? Hàng Bắc Nam. Hàng Bắc Nam. Hàng Bắc Nam. Trong rương có gì? Một ít hàng Bắc Nam. Hết rồi. Qua đi. Dạ, cảm ơn. Đứng lại. Muộn thế này rồi ra khỏi thành làm gì? Tôi vào thành thăm người thân, ban ngày có vài việc làm lỡ, nên muộn thế này mới ra khỏi thành. Trong rương có gì? Có quần áo với lương khô. Trong lúc loạn lạc thế này còn mang được gì nữa? Mở ra. Toàn là đồ của con gái, không tiện lắm. Mở ra. Đây là gì? Dọc đường sợ đói nên mang theo trứng gà luộc. Các anh vất vả rồi, để lại cho các anh đó. Đi đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Chờ chút. Cô qua đây. Sát người. Sát người. Nam nữ thủ thủ bất thân, như vậy thì không hay cho lắm. Có gì hay với không hay? Tôi nói soát là soát. Lớn tuổi rồi, tôi cũng không muốn soát đâu. Bằng tuổi tôi. Má đội trưởng, thì có soát không? Má đội trưởng, anh đích thân đưa đội đến đổi ca hả? Không có phép tắc. Quan trên. Hình như tôi từng gặp cô rồi. Cháu gái của ông chủ Nguyệt Lan Tửu Lầu. Đúng vậy. Tôi nhớ lúc đó anh vẫn còn làm cảnh sát, thường đến tửu lầu của chúng tôi ăn cơm. Có lúc quên trả tiền đã đi rồi. Vậy có thể do trí nhớ tôi không tốt. Lần này cô đi làm gì vậy? Tôi đến nhà chú thăm người thân, ban ngày có việc làm lỡ nên giờ mới về nhà. Về nhà cô ở đâu? Nhà tôi ở Quả Thiêu Ngô. Quả Thiêu Ngô. Vậy hơi xa rồi. Mau đi đi. Đừng để người nhà lo lắng. Cảm ơn quan trên. Sốc lại tinh thần cho tôi. Phó đội trưởng, anh đưa nhiều người đi làm gì vậy? Má Trí Viễn, ta hỏi ngươi một câu. Có thấy Đỗ Minh Khê không? Đỗ Minh Khê. Bao nhiêu năm rồi chưa gặp lại cô ấy? Anh đang nằm mơ hả? Nằm mơ sao? Phó đại đội trưởng, ta không rảnh rỗi như vậy. Má Trí Viễn, ta hỏi ngươi thêm lần nữa. Có thấy Đỗ Minh Khê không? Thật sự không thấy. Họ Mã kia, nếu để ta phát hiện ngươi thông đồng với Đỗ Minh Khê, thông đồng với người trên núi Đông Bạch, thì ta chỉ có thể biến ngươi thành sâu thịt nướng mà thôi. Anh yên tâm đi, tôi nào dám thông đồng với người trên núi Đông Bạch. Đi. Lục soát các ngõ gần cửa thành cho tôi. Nếu bắt được Đỗ Minh Khê, tôi sẽ đặt một bàn ở khách sạn Tứ Hải tối nay. Đằng sau, quay. Chạy theo.
Tướng Minh Giang, chuyện Đông Phương Tịnh Kỳ làm hội trưởng duy trì để xoa dịu lòng dân, thế nào rồi? Đại tá, cô ấy nói sẽ cân nhắc. Cân nhắc? Cô ta cân nhắc quá lâu rồi, vẫn chưa dứt khoát. Ta sẽ dùng cách của mình để cô ta xin được làm hội trưởng. Bây giờ ta tuyên bố, việc thanh tra phần tử phản Nhật ở huyện Ký Dương sẽ chính thức bắt đầu. Nếu phát hiện ra người nào khả nghi, cứ đưa về liên hội. Nếu phản kháng, xử bắn tại chỗ. Rõ. Bên này, xoay. Xuất phát. Ta muốn xem lệnh muội có thể chịu đựng đến lúc nào. Thái quân, các ông làm gì vậy? Tụi nó vẫn còn là trẻ con. Im miệng. Tịnh Kỳ, đang làm gì vậy? Đừng làm khó tụi nhỏ. Đông Phương đại quản gia đến đúng lúc lắm. Đại tá Akita muốn mời cô đến làm khách. Mời.